Ngày 29 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử nghiệm toàn tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tuyến Metro số 1 gồm 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu 3 toa, dài 61,5 m. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Trước đó, các đoàn tàu thuộc tuyến Metro số 1 sau khi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh đã được vận hành thử khu vực Depot, Long Bình cùng một số đoạn trên cao dọc tuyến xa lộ Hà Nội - Thành phố Thủ Đức. Việc thử nghiệm tàu kết hợp kiểm tra các chức năng trong hệ thống như tín hiệu, thiết bị ven đường, cấp điện, cửa chắn khe ga, hệ thống điều khiển tàu tự động theo dõi từ xa, đảm bảo vận hành đồng bộ. Dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao, với 14 nhà ga, 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, với tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỷ đồng. Dự án có lộ trình đi từ ga ngầm Bến Thành quận 1 về ga Suối Tiên, thành phố Thủ Đức.